Chào các bạn, hôm nay đại lý phụ kiện xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm sạc pin đa năng thì hãng Erlite. Mình xin giới thiệu với các bạn. Bây giờ mình sẽ mở máy. Mã của thiết bị là A612. Sạc dùng được cho các loại pin sau: đây là ba loại pin mà sạc có thể dùng được. Xin chào và cảm ơn các bạn.